Hush! Hòa hiệp xin chứng. Lỗi em, cho em xin làm lại. Hush! Hòa hiệp xin chào mọi người. Mời mọi người đến cà phê Datin. Đây là cà phê Datin. Quán này sẽ miễn phí cho nữ và thu phí nam. Đổi lại, nam sẽ được ngồi sau gương kính một chiều để nhìn thấy hết tất cả các bạn nữ. Nhưng mà các bạn nữ thì không hề biết. Mọi người thấy sao? Cái quán này của cậu có khác gì phố điện đỏ trá hình đâu. Hi, xin chào tất cả mọi người. Và mình là Võ Minh Khải ở ngoài đời đây. Khi mà đến với buổi làm việc ngày hôm nay, buổi tập thoại với nhau, thì Khải rất là choáng ngợp, cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Là khi mà buổi sáng từ 9 giờ sáng cho đến bây giờ là 6 giờ tối, mà đạo diễn có nè, trợ lý đạo diễn có nè, chị biên kịch cũng có luôn. Rồi ekip anh chị quay phim máy móc tất cả tất tật tật đều rất là đủ. Nói về Hà Môn Kế thì riêng nhân vật Hòa Hưng á. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ủa Hòa Hiệp đi. Đối với nhân vật Hòa Hưng, em đau quá các anh chị ơi. Không, đỏ mặt đỏ thiệt nè, là do em thiệt bị liệu thiệt mọi người ơi. Đối với nhân vật Hòa Hiệp trong Hào Môn Kế này, hai chữ thôi: kế hèn, kế ngu ngốc, kế tào lao. Sao cô nói hai chữ lớn? Anh nhìn nè, ngực mông nở nang ha. Em không ngờ chị dâu của em từng làm gái ở quán bar. Chị sợ tôi đầu độc chị hả? Chị tin chưa? Tới chị. Chị đến với Hà Môn Kế và một cái vai diễn Hòa Hiệp thì thật sự đó là một thử thách lớn đối với Khải. Tại vì đây là một vai diễn mà trước giờ Khải chưa bao giờ chạm tới được. Mọi người hay nhìn là kiểu rồi Khải baby, Khải trời nó làm gì đóng được vai ác, nó làm được đóng vai này vai kia. Mà sau suốt quá trình thì Khải cũng đang cố gắng cũng như trau dồi bản thân nè, ngày càng học diễn xuất nhiều hơn nè, rồi trau dồi nhiều cái những cái thiếu sót của mình, rồi mình tập gym hơn để cho mình to con, để mình được có thể giống như là đa dạng nhiều loại vai. Thì bây giờ tổ thương tổ cho, trời cho, và một cái vai mà nó rất là khác với Khải trước giờ và Khải cực kỳ thích. Giờ khi mới đầu mà hai tập đầu mình tập thoại với nhau á, thì Khải có hơi bị khớp nhẹ, tại vì Khải chưa biết vô nhân vật như thế nào. Rồi từ từ các nhân vật thoại với nhau thì bắt đầu mình cuốn vô hồi nào cũng hay luôn. Bạch Kim đang tạo giác, chụp hình tự sướng gần phòng bơi. Thì Hòa Hiệp từ đâu bước tới đẩy vai cô. Sao cô không đọc tin nhắn của tôi? Vô thải luôn á. Mời mọi người đến với Hào Môn Kế sẽ xem Hòa Hiệp là một con người như thế nào. Và quan trọng mọi người hãy đón xem Hào Môn Kế sẽ biết tất tần tật về tính cách của Hòa Hiệp cũng như tất cả các nhân vật Hào Môn Kế sẽ ra sao nha. Hào Môn Kế cố lên, cố lên, cố lên. Hòa Hiệp mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ. Cha trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi.